Xin chào tất cả mọi người, lại là Keyboard Game đây. Và lần này chúng mình đã xuất hiện với một bộ game mới, cờ cá ngựa. Phiên bản nhưng không phải cờ cá ngựa. Card game Bocchi. Đúng rồi, đó chính là cờ cá ngựa phiên bản card game. Thì mọi người đã quá quen với cái việc mà chơi cá ngựa đá nhau ở trên bốt rồi, kiểu lắc sáu xuất quân những thứ đấy. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ vẫn là xuất sắc, vẫn là cá ngựa, nhưng mà là cá ngựa phiên bản game card. Chúng ta dùng lá bài, không dùng bốt. Ok, và thì cái nhà phát hành của cái bộ game này đó là Meeple in Sài Gòn. Và bộ game này dành cho những cái bạn tầm từ 8 tuổi trở lên là chơi được rồi. Nó tức là cấp 1 là các bạn có thể chơi được rồi. Và số lượng người chơi sẽ nhiều hơn cờ cá ngựa kia một người. Đó là từ 2 đến 5 người chơi. Và thời gian chơi khoảng tầm từ 15-30 phút. Nói chung là bộ game này khi mà làm ra phiên bản card thì nó sẽ tối giản thời gian, gia tăng người chơi và có thể nó sẽ hơi phức tạp hơn việc tiêm một chút. Thế vì cái tiền thì... Thực ra là em chơi rồi, còn chị lần đầu tiên chị nhìn hộp game này, bóc hộp game này. Chứ còn mình chỉ quan sát mọi người chơi qua qua thôi. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng unbox bộ cờ cá ngựa phiên bản card game Bocchi của nhà Meeple in Sài Gòn. Với công thức simple is the best như sau: cờ cá ngựa plus card game thì bằng cờ cá ngựa card game. Hứa hẹn mang lại những trải nghiệm không thể nào quên khi kết hợp cách chơi cổ truyền với các chiêu thức bất ngờ chưa bao giờ có trong lịch sử hơn 4.000 năm. 4.000 năm. Rất lồng đấy. Thì trong này họ sẽ có ghi ở đây, đó là 5 token Bocchi cực độ chu du khắp đất Việt hùng vĩ. Đó, sau đó thì có xí ngầu để di chuyển, thẻ bài để thay đổi đường đua, ngựa phi nước đại cùng đua về đích. Đó, đó là tất cả những gì mà cái vỏ hộp game cho chúng mình biết về thông tin của game này. Ngoài ra thì trong này họ sẽ có thêm cả những cái mục ở đây như là ý tưởng thì là của Stephen và Khôi Nguyên. Khôi Nguyên là cái anh founder của Meeple Sài Gòn. Đây chắc là vẽ Opti Tâm. Opti, mọi người nghe quen không? Opti chính là nhân vật ở trong bộ game Tràm á. Và cái người chắc là làm đồ họa, cái hình này chắc là làm đồ họa. Lên fan. Lên fan là ai? Chắc mấy cái này. Rồi ok, thì chúng ta cùng ăn bong nhé. Lúc nào mình nghĩ dùng kéo mà cũng cần dùng kéo. Bóc cái kéo này. Đây đứa này là phải hết AS mà. Nói chung là phải nói là khá đáng nể cho Meeple in Sài Gòn khi trong vòng một năm nay thì Meeple làm ra được khá là nhiều game, mà game hầu như là họ tự phát triển. Trong đấy thì có Tấm Cám này, Tấm Cám làm trong thời gian rất là gấp các bạn nhé. Tấm Cám này, có cá ngựa card game này. Trước đấy thì có cái game gì nhỉ, cái Season đó mình cũng review rồi đầu năm ấy. Và còn một game nữa, đó là July 7. July 7 của anh Thịnh hay của Meeple thì còn không nhớ là hôm đấy không dám chơi game đấy tại vì là sợ ma quá. Vẫn ngồi ngắm mà em không mở ra này. Em thấy là nó có mấy cái chi tiết khá là hay. Kiểu mọi người có thấy là có mấy cái hình này nó sẽ bóng bóng bóng. Còn cái nền này là nó là nền lý. Trông hay mà. Thế là cái đồ họa ấy là thế mạnh Meeple in Sài Gòn, là vì họ có một cái artist, họ có nhiều artist rất là chuẩn đó. Và cái bộ game Tràm mà Opti, mà của Opti Tâm các bạn nghe thấy của bộ game của Tràm ấy làm ra ấy là chuyên dùng để bán art, tức là bán cái hình vẽ của những cái nhân vật ở trong Tràm ấy. Mọi người có thể thấy là cái nhà Meeple in Sài Gòn này họ mạnh về đồ họa như thế nào, họ mạnh về art như thế nào. Bắt đầu mở. À bây giờ bắt đầu mở. Ok.
Trong hộp thì chúng ta sẽ có cái phần giấy bảo vệ này. Đây chính là token của bộ chơi này và dice. Như vậy thì trong này chúng ta sẽ có 5 con ngựa. 5 con ngựa này thì mình nghĩ là nó làm bằng... 5 ngựa thì mình nghĩ là làm bằng resin. Có đế, đắp đế. Nó cũng không hẳn. Con này đâu có giống ngựa. Con này nhìn trông cứ giống con chuột lang ấy. Kiểu capybara hả? Còn con này thì là cá ngựa chứ không phải là con ngựa. Capybara cá ngựa. Đây là bạch mã đúng không? Cái gì ạ? Đây cái bố của mày đây. Cá ngựa. À mã các thứ ấy. Chơi chữ từ gã chứ không phải ngựa. Wow, nhưng mà sao tự nhiên em thấy cái token này nó hơi khác với cái bộ chơi ở Fest nhỉ? Tức là cái token này nó lồi lên ở một mặt ấy. Sau đó là nó hơi khó để ráp vào để họp vào. Nó gọi là cái gì nhỉ? Để ghép vào cái này ạ? Ghép. Có phải là do game mới ấy. Nhưng mà ở Fest cái này nó không lồi à? Không ạ. Thế có thể là bản demo ấy. Nói chung là để... Nói chung là bật mí một tí là... Chúng mình có tìm hiểu qua về quá trình làm game ấy. Thì để ra một bộ game này họ sẽ phải trải qua rất là nhiều bước. Chứ không phải là tự dưng họ làm một bộ game này đâu mọi người. Người ta sẽ phải có bản kiểu tester, demo, bất cứ. Thì có thể là cái bản mà Cúc nhìn thấy ở trong Mod Game Fest hay là demo. Có một tập thẻ bài, có một cách bóc rất là dễ thương. Đây, có một cái chỗ lối lên như này này. Đó, xong mình xé theo cái này là ra hết. Nhìn quen. Quen gì ạ? Cái bóc nhìn quen. Đúng, bóc cái cơm gì? Không, cách bóc là giống cách bóc của mấy mô bài Tây chơi dịp Tết. Ok, đây là thẻ đường đi đúng không? Vâng, đây thẻ đường đi. Trời có mấy màu nhỉ? Màu cam, màu xanh dương, màu xanh lõm chuối, màu xanh lá. Xanh lá mạ và màu xanh than. Xanh than nhiều ấy. Lá này nhiều đi. À đúng. Nhiều hơn một tí. Tại em sao? Chơi tí em thấy cái màu này nó có liên quan được. Em chưa thấy nó có liên quan gì. Kiểu đá cho đẹp thôi hả? À đâu, có màu xanh than thì nó sẽ có thêm các lá chức năng. Tức là ở các màu, tất cả các màu nhá đều sẽ có các lá từ 2 đến 12. Đây, 2 đến 12. Mọi người hiểu sao không có 1 đâu. Tại vì là chúng ta phải dùng 2 chức sắc để chơi. Mà 2 chức sắc thì không bao giờ có 1 cả. Mọi người chơi Catan mà biết không được 1 nha. Đó, còn cái màu xanh than thì nó sẽ có thêm các lá chức năng. Tức là ngoài 12 lá đấy ra thì mình sẽ có thêm các lá là từ 2 đến 7, từ 8 đến 12. Tức là từ mình khi mà mình đánh cái lá này ra ấy, thì nó sẽ, mình muốn nó là số nào nó sẽ là số đấy và trong cái khoảng từ 2 đến 7. Còn 8 đến 12 cũng tương tự như thế. Và mỗi một cái này là có 2 lá. Và cả bộ chỉ có 4 lá thôi các bạn nhé. Vâng. Ok, mà sao nó nhiều hơn. Đầu cọc trốn rác xòe ra thì nhiều hơn. Tiếp trong này sẽ có các lá địa điểm. Đây, các lá địa điểm. Ở đằng này thì sẽ là đằng trước sẽ là hình vẽ minh họa và đằng sau sẽ là thông tin. Có Cực Bắc và Lũng Cú Hà Giang. Đây, thông tin khá là chi tiết. Có cả hình ảnh trực quan đúng không? Cột cờ Lũng Cú này. Đây nó ghi cột cờ Lũng Cú Hà Giang. Có 4 địa điểm hay sao nhỉ? Đúng rồi, có 4 địa điểm. Cực Bắc có 3 thẻ. Cực Tây cũng có 3 thẻ. Cực Đông 3 thẻ, Cực Nam 3 thẻ. Cực Tây có Áp Bát Tràng Điện Biên. Đây, một cột mốc. Huyện Mường Nhé cách thành phố Điện Biên Phủ 250 km là điểm cực Tây của Tổ quốc. Ok. Còn cực Đông thì chính là Mũi Điện, Phú Yên.
Mũi điện hay còn gọi là mũi đại lãnh là một mũi đất nhô ra biển từ một nhánh của dãy Trường Sơn hướng thẳng ra bãi Môn thuộc địa phận xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Ồ, được xem là điểm đón bình minh đầu tiên tại Việt Nam. Cái này chị đi Phú Yên mà chị cũng chưa qua chỗ này thăm luôn. Đi Phú Yên chỉ đợt đấy là nó đang hot, tôi thấy hoa vàng những cỏ xanh này, chỉ đi hoa vàng những cỏ xanh cũng không có cảm thấy. Cực Nam thì là đất mũi Cà Mau. Và cái này thì các bạn đã biết rồi. À, có một điều lưu ý chính là các bạn đừng bắt bẻ cái phần cực đông các thứ. Thực ra thì điểm cực thì họ cho nó trong sách địa lý luôn mà đấy nhá. Chị nhớ là hồi xưa mình học sách địa lý là không đâu có cái điểm cực nào ngoại đảo đâu. Nên là người ta điểm cực rất liền. Nhưng mà cho có điều gì nói là ngoại đảo cũng là địa phận của nước Việt Nam đúng không? Ừ. Đó. Nhưng nó gọi là điểm cực các bạn. Còn địa phận thế nào hay? Ở đây sẽ có hai luật chơi, hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh. Trường dạy đua ngựa sẽ là trường dạy đua ngựa chứ không phải là hướng dẫn chơi cờ cá ngựa phiên bản khác em. Đây sẽ có giới thiệu thành phần chuẩn bị này, luật chơi và một số quyền hỗ trợ kết thúc trò chơi chiến thắng. Trong này sẽ giữ lại một số cái của luật chơi hả? Bên cờ cá ngựa truyền thống ấy là cái tính may rủi từ xuất sắc. Bất lực. Tính may rủi đấy, nghe là chẳng có. Ví dụ như là khi mà mình sắc ra được, mình tung ra được hai cái xuất sắc giống nhau thì mình sẽ được đi thêm một lượt nữa. Ba lượt giống nhau vào tù. Ba lượt giống nhau không được đi nữa. Tối đa 3 lượt thôi. Và ngoài ra thì mình cũng có thể hy sinh bằng cách là bỏ 3 thẻ bài trên tay để mà đổi lấy một lượt đi. Thế giống đâu giống? Không hề giống. Khó lắm. Còn cái ngựa bỏ con ngựa để thêm một lượt đi hay gì? Là... Mất lực. Thì mình không biết kiểu sắp ra 6 lượt đi thêm một lần nữa ấy. Thế... Thế ở cờ cá ngựa có sắc đôi đi thêm lần nữa không? Cờ cá ngựa có một sắc chứ. Nhỏ mày hôn Monopoly. Ok. Hết rồi. Nói chung là chúng mình sẽ có một video chơi thử và review cờ cá ngựa để cho các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về bộ game này. Thì đây là một bộ game khá dễ chơi, chơi khá vui và cũng khá là nhanh. Đó, nói chung là nó là tầm khá. Nên mình thấy thì ăn của bộ game thì trông vui nhộn, màu sắc tươi sáng rực rỡ. Và cái điểm đặc biệt mà mình cảm thấy yêu thích bộ game này nữa đó chính là nó truyền tải được cái thông tin về đất nước, về con người Việt Nam. Đó chính là những cái địa điểm này, những con đường này, đây đường đất này, đường biển này, đấy, đường làng quê này. Trông nó đậm màu sắc Việt Nam luôn á. Đây chắc là đường phố. Đường phố. Rồi, nó có đường tròn trung tâm, đài phun nước các kiểu. Đấy để cho mọi người biết được cái sự đa dạng về về thổ cư ạ. Về đất ở Việt Nam. Không biết nữa, nhưng mà nói chung là cái game gì mà có yếu tố Việt Nam vào đấy là chúng ta có thể sĩ rồi. Chúng ta có thể đi sĩ ở nước ngoài, lên tao, lên nước tao. Đó, mày nhìn thấy không? Điểm cực bắc này, điểm cực đông của ta này đó. Nếu như mọi người muốn mua bộ game này thì giá bộ game này dao động từ khoảng 160.000 đến 180.000. Thì mọi người có thể nhấn link ở bên dưới comment, phần comment của chúng mình để có thể sở hữu bộ game có bán gọi này nhá. Đây là một game rất đáng để sở hữu và mang đi. Tức là các bạn có thể mang đi nước ngoài, giới thiệu cho mọi người về văn hóa Việt Nam, cũng như là về Việt Nam tao ra bộ game như này. Và đây cũng là một bộ game thích hợp để đem đi chơi hội nhóm thì rất kiểu, thay vì cái bộ game được các nghiện chơi 2-3 tiếng chơi xong. Bởi vì em là một đứa sắc mãi người ta sống, em không thích bạn này hơn. Chỉ thế xong rồi đợi chúng nó về chuồng chứ. Bốn con ngựa cùng phải về chuồng. Còn cái này là chỉ có một con ngựa về chuồng thôi.
Ừ, là kiểu mà kiểu mình trơ mắt nhìn nó về ấy, không mình kiểu làm nào, tớ làm nào. Cái đấy cũng thực sự rất nhiều. Ừ, nói chung là cái game đấy, game này có chú chung án không? Có, game này có đá nhau. Có hay không thì để phần review nhé. Bye các bạn, xin chào các bạn và hẹn gặp lại mọi người video lần sau. Bye bye.